Ôi da trời đất ơi. Chà chà, người ở đâu sông nước, sao dám đến chỗ này? Người ở đâu tên họ là chi? Chắc muốn chết mới tới đây nạp mạng phải không? Thầy ơi, không biết ta chức tổng thị tiền lộ tiên quân, cùng Tây Liêu đấu hộ tranh luận, khá tranh chỗ cho ta theo giặc. Giặc à, giặc là ta, ta đây là giặc, ta đây là giặc. Không, con gái cũng làm nữa kiệt. Nè, tuy phận gái nhưng bụng đầy võ nghệ. Tuy phận gái bụng đầy cốc ổi. Thôi em đi, cái thứ ở đợi mà tưởng mình nhà giàu, cái mặt cào cào tưởng mình châu chấu, cái mặt quá xấu mà tưởng mình hằng nha, cái mặt như ba gia tưởng mình đắc kỷ, cái mặt như con quỷ mà tưởng mình tiên nương, cái mặt con lương tưởng mình con lịch, cái mặt như con vịt mà tưởng mình con gà, cái mặt như bà già tưởng mình thiếu ngữ, cái mặt không biết chữ mà tưởng mình học cao, cái mặt bánh ba tưởng mình bánh ngu, cái mặt như cá bóng muối mà tưởng mình cá he, cái mặt cái mè tưởng mình cái quýt, cái mặt như con nít mà tưởng mình thanh niên, cái mặt đồ đi tưởng mình bị tửng. Trời ơi, tưởng mình chữ lộn đi trời. Tại mà miệng mày người ta mà nói tiếng cái tôi đốt rồi hai cái à. Trời, có cái miệng kìa. Cái miệng đàn ông mà hả, giống như đàn bà vậy đó. Ừ, bình thường đàn ông như cái lộn thằng đàn bà làm gì tôi, làm gì tôi. Thôi, không có nhiều. Mi đi đây có ai? Ta đi với cô ta. Mời cô Mi ra nói chuyện với cậu ta. Còn Mi đi với ai? Đi với cậu ta. Được rồi, đợi ta chút. Mời cô Mi trước đi. Dạ, thưa cô. Điều gì có hàng để đó cho ta? Dạ thưa cậu. Điều chi? Tiền lộ có hai con gấu cái đứng chờ. Để đó cho ta. Dục tướng mã bôn ba thượng lộ. Sao ghê? Cái mặt giống như con cá chê vậy. Không đó. Dám đâu, mặt này giống cá trà. Này người kia, bỏ ta. Người ở đâu sông nước, phòng dục gió buôn cương, hiếp đói nhìn lẫm liệt quay phong, tường danh tánh hà cư hà xứ vậy. Nghe đây nè, ngã thông xuất hùng binh bố liệt, nể dẫn chi tiệt lộ hà di, bộ hành dục tốc môn phi, vô cớ mà cản hà cảm dân vậy hả? Sao? Nàng muốn biết phải không? Phải. Thì hãy nghe ta nói đi. Thế nào? Như ta đi, ngọc tí lãnh giang danh hoài thế, kim quý đường thống xuất tây chinh, bái phàng nương làm dưỡng tử minh linh, ngã tánh tiết ứng luôn danh tự. Tiết ứng luôn à? Sợ chưa? Tên đẹp dữ ha. Đẹp xấu mặt ta, ai cờ mi khen? Tên đẹp thì tôi cứ khen. Nhưng mà ta không cho khen. Tôi cứ khen. Ta không cho khen. Ta không. Ui dạ. Đừng đâu. Ê, đừng nói. Cho em. Cất đã dành. Nhĩ tánh tiết gia chi ngữ. Vậy chứ à, Ngọc Tí Sang đã có áp trại phu nhân chưa? Ê, sao tự nhiên mới gặp nhau không đấm dài giặt đi, tự nhiên hỏi cậu ta có vợ con làm gì? Thì nếu mà có vợ rồi á, ta sẽ cho đi. Còn bằng chưa vợ, ta đây giữ lại. Có vợ cho đi không? Nghe đây, cậu ta tên Tuyết Lâm luôn, 19 tuổi, năm nay một vợ 15 đứa con. Trời ơi, cái gì dữ vậy? Trời đất hả? Cái gì một vợ 15 đứa con? Ta chưa có vợ mà. Nó có vợ nó mới cho đi. À, cậu ta nói rồi, ta nói lộn, ta nói lại. Có vợ nhưng mà chưa có con đẻ như thế, đẻ gì nhiều quá không được. 7 năm sinh một lần sinh 7 đứa. Trời ơi, không được, không được, thôi mà nói đi. Ăn hại không? Nghe ta đi, lập công nghiệp dĩ thành nguồn phối, linh phụng sàng khuyết điểm bóng mỹ nhân, châu trần thành là thuận thảo đầu sơn, cuộc lương duyên là dày tâm chi cuộc, mẹ cha ta chưa định và ta đi cũng chưa nghĩ tới. Vậy là chưa có vợ, ta mai giữ à? Cái gì ta chưa có vợ mai? Mai là sao? Mai chứ sao? Nè.
qua rất là thật chướng tai lời của ai phân bài. Con gái gì ra đường mà lại gặp trai buông lời kêu cợt là thay đó, dưới đây đâu xứng duyên tấn á tầm. Bởi thương đó khuyên tiếc công tử chớ không ăn lời mà làm cho lỡ dở sự mai. Đây và đó xứng thay có gì đâu vậy, cái sắp trai tài mà chàng lại chẳng chịu hư để cho tối qua đi của chúng mình. Cho ta mau kịp dời chân để ta tìm đường về nơi đông mà tống kỳ ta mau lướt dầm về đại hà. Đi em. Mà công tử à, thiếp công thả lá sao lá trôi dòng ngự, không quyến chim thì sao chim đến giường đào. Thục nữ ngộ anh hào mà chàng cứ hờ hững hờ. Trời ơi, nay xui quá rồi, đường gặp hai con nhỏ rồi nó móng chuồng rồi. Móng chuồng là cái gì? Đã nó muốn chồng á. Bây giờ nói nghe nó nghe đâu. Mắng đi. Mắng hả? Ừ, được rồi. Ê, bây giờ cho ta đi không? Không. Không cho là ta mắng nhẹ ráng chịu à. Mắng nhẹ à? Ờ. Mắng nhẹ là mắng sao? Mắng thử nghe coi. Mắng... nghe đi nè. Nữ. Hả? Mắng chưa? Rồi. Trời, mắng không nghe cho nó sợ. Mắng cho nó nghe. Mắng cho nó nghe phải không? Nè. Nữ tắt. Trời đất ơi, dám mắng cô ta hả? Sao không dám? Cô ơi, mắng ta. Ta mắng lại là đừng có trách ta nha. Nó giận được kìa. Mắng lại đừng có trách ta. Này, mắng lại đi. Nam tắt. Nữ tắt. Nam tắt. Cậu nói nhỏ nhẹ không nghe đâu. Mắng nặng đi. Mắng nặng phải không? Mắng nặng đi. Nghe ta mắng nặng đi. Hạt đâu sánh với gà đồng một lũ. Rồi, trời ơi, giận rồi, giận rồi. Mắng con cả nó giận rồi. Mày mắng cái gì mà cô ta đun dữ vậy? Câu thứ hai. Mới con cầu mà sao lẹt lẹt rồi. Ok. Nè, nghe tiếp câu thứ hai đi nè. Cọp đâu kề với thỏ một chuông. Trời, câu thứ hai con nhỏ nó giận luôn. Hai đứa nó giận luôn. Hai đứa giận luôn. Mắng câu thứ ba. Mới có hai câu mà mặt mày xanh tái mét rồi phải không? Bây giờ nghe tiếp câu thứ ba đi. Lấy thước đo trời nào biết tròn vuông. Cốc máy thở mà chạy đua hơn ngựa. Nghe chưa? Cốc máy thở chạy đua hơn ngựa. Cậu ta nói bi là cốc, cậu ta là ngựa. Cô ơi, tức quá cô ơi. Mắng lại cô ơi. Thiếp lấy lời êm ả, chàng nhục mã nhiều điều. Biết ta là ai không? Không. Anh ta lỗ lợi hắc danh đề. Dạ dạ. Thiếp bảo tử mỹ danh thần nữ. Kéo thân gà thu nuôi. Anh ơi là kẻ thù của ta, nguyện biểu xác đó đã mối thầm thù. Tống kỳ mau lấy đầu nữ tướng Tây Hà Liêu. Tài cho biết thấm mà cao à. Vậy cho nó chắc ăn. Ủa, thế hả? Ăn hại không à?
đánh tiếp. Đừng lả lơi nhiều tiếng thôi hài. Chính suối ta đã ơn về, dương gian ta không thèm ở. Giết à? Giết đi. Cái mặt dễ thương vậy ai nỡ giết ổn hả? Nè, Tiết công tử, bởi cảm giác muốn thử tài cho nên Tiết mới dối mình là em của Âu Lợi Hắc. Chứ kỳ thực Tiết đây là Thủy Cung Giới Hải Tiên Thần Nữ, cùng Tiết Lan có nợ tàu. Nàng nói thật à? Tiếp nói thật. Nàng không phải là em của Âu Lợi Hắc sao? Nghe nàng nói ta cũng tạm tin đó. Nhưng giá thú bất cáo là có tội với soái mẫu. Xin chàng đừng lo chi hết. Thiếp sẽ giúp chàng trừ giặc Âu Lợi Hắc để mà đối công chuộc tội. Có thật vậy không? Hô thâu. Thần nữ Tiết Lan. Thần nữ một lời hứa nên duyên dài ngầu, ba tiếng thề kết bạn thiên thành. Anh nguyện ghi khắc vào tim, xin ai kia chưa bận quân già ngọc. Tiết Lan ơi em giận chờ. Tiết Lan phận nhan hồng cam đành chịu cảnh sâu thương nàng. Ôi hỡi ơi ta nhìn nàng, chính phút lệ tuôn rơi. Lời vàng đã tiến thể nguyện, anh nguyện giữ mãi trong đời, hãy đợi chờ xe qua rước cô dâu. Nặng gánh tương tư thân theo trong tình ngày lại qua ngày, ngô dài vẫn chưa phi miền. Xin chàng cô giữ lời. Thần nữ ơi anh xin em hãy gạt dòng lệ dù mai đây mình có tạm xa nhau, anh chỉ xin em giữ vẹn chữ chung tình. Lời hứa hôm nay anh nguyện gắn chặt muôn đời, xin ai kia chớ phụ lời chung thủy, sẽ có một ngày tái lại cầm tay. Dù cho hoàn cảnh có đổi thay, anh cũng xin em đừng học đòi tay đen
đổi trắng. Tình đôi ta là tình kéo sơn muôn thuở, hạnh phúc trăm năm cho đến bạc đầu. Là rượu anh đinh muôn nàng, mai ta phân kỳ cách chia nhau rồi mình sẽ trùng hòa. Nhìn nhau giọt lệ sầu đau buồn rơi giang chưa, khi nhớ nhau xin đừng quên kêu tên trong lòng lưu luyến nhau.